Có thể thấy ngay ưu điểm lớn nhất của chiếc máy hút bụi diệt khuẩn mới của mình đó chính là tần số rung rất là cao và lực hút cực kỳ lớn. Mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn lý do mình chuyển sang cái em máy hút bụi diệt khuẩn.